Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời tiết và sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, thì khu vực tỉnh Tây Ninh nằm ở rìa xa áp cao cận nhiệt đới. Chính vì thế mà thời tiết Tây Ninh ngày hôm nay có nền nhiệt cao nhất ở mức 34-35 độ C. Trời sẽ chủ đạo là nhiều mây. Những lúc khác trong ngày thì có nắng gián đoạn, nắng yếu, mây rải rác. Mặc dù là buổi trưa nắng không quá gay gắt, tuy nhiên sáng sớm và chiều tối thì thời tiết oi nóng hơn ngày hôm qua một chút, nền nhiệt ở mức 24-25 độ C. Dự báo buổi trưa trời nắng ráo, đến cuối ngày thì có thể có mưa rào và dông vài nơi. Những cơn mưa rào xuất hiện vào chiều tối nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ngày cuối tuần của chúng ta. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần chú ý, mưa trong giai đoạn như thế này thì sẽ rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sét hay là gió giật mạnh và lốc xoáy. Quý vị thân mến, một ngày chủ nhật cùng những kế hoạch làm việc hay là vui chơi ngoài trời, với thời tiết nắng nóng vào buổi trưa, cộng với khói bụi, làn da của quý vị rất dễ bị tác động. Nếu như mà chăm sóc không đúng cách thì sẽ dễ gây ra mụn. Và để giữ được làn da đẹp trong ngày nắng thì điều đầu tiên nên chú ý rửa mặt đúng cách. Bởi điều đó sẽ giúp rửa sạch đi chất nhờn và bụi bẩn bám trên da để giúp cho lỗ chân lông được thông thoáng. Và nên chọn sữa rửa mặt phù hợp với da. Có thể rửa mặt 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Nếu như bạn thường xuyên phải ra ngoài đường bụi bẩn thì bạn có thể rửa thêm một lần nữa. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn tuyệt đối là không nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt quá 3 lần trong một ngày vì nó có thể khiến cho làn da của chúng ta tiết ra nhiều chất nhờn hơn. Quý vị không nên rửa mặt bằng nước quá nóng, chỉ nên rửa mặt bằng nước ấm dưới 35 độ C để giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và không làm cho da của mình bị kích ứng, bong tróc hay là bị khô. Dùng khăn sạch để lau mặt thật nhẹ nhàng. Tẩy các tế bào chết cho làn da là bước mà chúng ta cũng không nên bỏ qua. Quý vị nên tẩy tế bào chết cho da khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần để giúp cho lỗ chân lông thông thoáng, làn da mịn màng, ngăn ngừa mụn và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da sẽ mang lại hiệu quả cao. Dưỡng ẩm cho da là một quá trình cần thiết giúp cho làn da cân bằng độ pH, bảo vệ làn da khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. Và quý vị cũng đừng quên, dù trời nắng hay là trời mát thì đều có các tia UV hủy hoại làn da của chúng ta. Chính vì thế mà trước khi ra ngoài thì chúng ta cần nên thoa kem chống nắng. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là những gợi ý vừa rồi có thể giúp cho quý vị giữ được làn da của mình luôn mịn màng và sáng đẹp. Còn bây giờ thì sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông, với mức nhiệt thấp nhất từ 24 đến trên 25 độ C. Ban ngày mây nắng từng đợt, có gió thổi nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 35 độ, độ ẩm 76%. Khu vực huyện Bến Cầu, Gò Dầu và Trảng Bàng, ban đêm có mưa rào và dông, mức nhiệt thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ, ban ngày nắng nóng, có gió nhẹ, mây rải rác, mức nhiệt cao nhất có thể dao động từ 34 đến trên 35 độ, độ ẩm 78%. Khu vực huyện Dương Minh Châu, ban ngày nắng ráo, mây nắng từng đợt, có gió thổi nhẹ, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33 cho đến trên 34 độ. Chiều tối có mưa rào, nền nhiệt thấp nhất từ mức 24 đến 25 độ, độ ẩm 77%. Khu vực huyện Châu Thành, ban ngày trời nhiều mây, nắng ráo và gió nhẹ, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ. Từ chiều đến tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, độ ẩm 75%. Khu vực huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, chiều tối nay có mưa rào nhẹ và dông, nền nhiệt thấp nhất dao động từ 24 cho đến trên 25 độ. Ban ngày có gió nhẹ nhẹ, trời nắng nhiều mây, mây nắng đan xen và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến trên 35 độ, độ ẩm 77%. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng những thông tin về thời tiết và sức khỏe vừa rồi sẽ giúp cho các khán giả thân thương của chương trình Thời tiết và Sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ có cho mình sức khỏe thật tốt và ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.